Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Minh Hải miền Đông trở lại để gửi tới các bạn một câu chuyện khá đau lòng. Và câu chuyện như thế này: chăm sóc nuôi mẹ già mà ba đứa con đùn đẩy cho nhau, và cuối cùng mỗi người nuôi 15 ngày. Đúng thật, cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày. Đây là một câu chuyện nói về tình thông ruột thịt, con cái đối xử với mẹ già của mình. Và tôi mong quý vị hãy lắng nghe, chia sẻ, bình luận về câu chuyện này. Và trước khi vào câu chuyện, tôi chúc cho quý vị gần xa luôn luôn bình an, vui khỏe, hạnh phúc, may mắn trong cuộc sống. Giờ đây tôi kính mời các bạn hãy lắng nghe và theo dõi chi tiết về câu chuyện này. Cụ bà U90 quyết định bán nhà để cùng chồng dọn vào viện dưỡng lão, trong khi ông bà có 4 người con. Câu chuyện hy hữu thu hút nhiều người quan tâm và có nhiều ý kiến khác nhau. Theo quan niệm của những người Việt Nam, khi về già là lúc sống nhờ vào con cháu, về kinh tế cũng như được chăm sóc khi ốm đau bất ngờ. Đó là lý thuyết. Còn thực tế có biết bao chuyện đau lòng khi con cái hất hủi bố mẹ già được chia sẻ rất nhiều trên báo chí, khiến nhiều người ngày càng cảm cảnh tuổi già của mình. Mới đây, một câu chuyện của vợ chồng tại Hải Dương được chia sẻ trên mạng, thu hút nhiều người quan tâm và dành sự ngưỡng mộ. Bà Vũ Thị Dành, 84 tuổi, quê ở Cẩm Giàng, Hải Dương, đã cùng chồng dọn vào một viện dưỡng lão được 2 năm qua. Điều đáng nói là ông bà có 4 người con nhưng không muốn làm phiền, dùng tiền dành dụm để có cuộc sống thoải mái ở viện. Tôi quyết định bán đất và chuyển nhà chỉ trong một buổi sáng. Con trai bất ngờ tới nỗi bảo mẹ bán đất mà như bán của ăn trộm. Người phụ nữ 84 tuổi quê Cẩm Giàng chia sẻ, phó giám đốc của viện dưỡng lão cũng dành lời đặc biệt dành cho bà cụ. Bà Dành là một người già hiếm hoi thích sống tại đây và xem đây như nhà của mình. Đa phần các cụ vào đây khi sức khỏe yếu, con cháu không chăm sóc được. Hiện tại, bà Dành và chồng là ông Vũ Đình Bưởi ở trong căn phòng 30m², hai mặt thoáng và đầy đủ tiện nghi. Hàng ngày có người phục vụ các sinh hoạt và thăm khám kịp thời nếu có vấn đề về sức khỏe. Nếu không vào đây, có thể tôi và ông nhà đã ra đi từ lâu rồi, bà Dành nói. Mỗi tháng, hai người chi trả hơn 20 triệu đồng. Do thời trẻ, ông Bưởi là cán bộ nhà nước, còn bà Dành là công nhân. Về già, hai người có lương hưu nên cuộc sống cũng đỡ đần chút đỉnh. Tuy nhiên, vào cuối năm 2018, ông Bưởi bắt đầu bị tai biến và 3 lần gần nhau nên dẫn đến nằm liệt giường. Có giai đoạn họ phải thuê 2 người giúp việc, thậm chí có lúc từng trả 12 triệu đồng một tháng cho con rể thứ hai ở nhà chăm sóc, nhưng cũng chỉ được một thời gian. Cả con lẫn người ngoài đều không có kinh nghiệm chăm người già hay người đột quỵ, bà Dành nói như vậy. Bất ngờ nảy ra ý định vào sống ở viện dưỡng lão, bà Dành chống gậy ra quán nước nhờ người đăng tin muốn bán đất. Ngày sáng đó, có người đến mua và giao dịch hoàn tất trong nửa tiếng. Bà nhận được 1 tỷ đặt cọc và nhanh chóng dọn vào một trung tâm chăm sóc người già ở Hà Nội. Bà đóng trước cho trung tâm một nửa số tiền bán đất, còn lại gửi ngân hàng. Bà cho biết chỉ cần tiền lãi và tiền hưu cũng đủ giúp hai vợ chồng sống yên ổn lúc già, không phải lo lắng chuyện tiền bạc.
rồi tiền từ bất động sản cho thuê ở Đà Nẵng nên hai ông bà sống khỏe. Giả dụ tôi khư khư giữ lại đất thì bốn đứa con sẽ phải góp tiền hàng tháng. Phương án này liệu có lâu dài không? Đời cua cua máy, đời cái cái đảo. Đã nuôi con khôn lớn và lo cho ở riêng là hết trách nhiệm. Mảnh đất này sẽ là của để dành cho vợ chồng tôi dưỡng già. Bà nói như vậy. Phải nói, đây là suy nghĩ rất hiếm ở người lớn tuổi. Đa phần họ đều cho rằng trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ là con cái phải làm. Điều này đúng chứ không sai. Nhưng thực tế có được bao nhiêu người được phước là con cái chăm sóc chu đáo, hay là con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày? Lâu dài đâm ra buồn tủi thêm chứ chẳng vui sướng gì. Trong trường hợp này, may mắn vợ chồng bà Dành có tiền nên tự chủ được kinh tế, không phải quy lụy hệ lụy thuộc vào con cái. Chị Thoa, người con út của bà Dành, chia sẻ bố mẹ chị là người chủ động tài chính. Chỉ khi ông bị liệt nửa người, bà mới ra quyết định vào viện dưỡng lão vì không yên tâm để con cháu chăm sóc. Bố mẹ vào trung tâm khiến các con đến thăm cũng khó khăn hơn do ở xa. Nhưng trong ngày luôn có người chăm sóc và yêu thương hai cụ nên các con, các cháu cũng yên tâm. Mẹ tôi là người lạc quan, yêu cuộc sống. Mẹ hiểu rằng niềm vui là do tự mình nên luôn thấy vui với những năm tháng tuổi già ở đây. Chị Thoa chia sẻ, cuộc sống trong viện dưỡng lão của hai ông bà theo kiểu tận hưởng tuổi già chứ chẳng gượng gạo hay buồn tủi vì nhớ thương con cháu gì. Bà Dành cũng phụ điều dưỡng chăm chồng, nói chuyện với bạn già hay đọc báo, thậm chí bà còn chơi Facebook, Zalo để khuây khỏa. Đúng là cuộc sống tẻ nhạt hay sôi động là do bạn tự chọn. Đặc biệt, có lần ông Bưởi ăn xong tự dưng nôn thốc nôn tháo, huyết áp tăng cao. May có nhân viên y tế ở đó nên kịp thời cứu chữa. Bà Dành cho biết, nếu ở nhà là quãng đường đi đến bệnh viện cách đó 8 km, có khi khiến chồng nguy kịch chứ chẳng lùa. Tất nhiên, có những điều viện dưỡng lão không bằng con, nhưng nhiều cái còn hơn cả con cháu. Tôi thích ở trong này. Bà Dành cho biết, hàng ngày ông Bưởi cũng được nhân viên xoa bóp, chở mình rất là chu đáo. Dù không nói được do tai biến nhưng ông vẫn tỉnh táo, phối hợp ăn ý với nhân viên. Rõ ràng phụ nữ như bà Dành không hạnh phúc sao được vì suy nghĩ quá văn minh. Tiến bộ tư tưởng đến hành động, bà tự lực và cũng biết nghĩ, biết thương cho chồng. Chính suy nghĩ tích cực, không bám víu vào con cháu là liều thuốc tuyệt diệu giúp bà cảm nhận hạnh phúc, tận hưởng tuổi già trong thư thái thay vì khổ lão. Với số tiền hơn 20 triệu đồng một tháng để hai người chi trả trong viện cũng không phải quá cao, vì bên ngoài cũng tốn kém tiền thuê giúp việc, có khi còn gặp người không hài lòng. Chưa kể con cháu chắc gì luôn cận kề như nhân viên trong viện. Ngoài suy nghĩ tiến bộ, hành động quyết liệt thì vấn đề kinh tế cũng là điều quan trọng. Bởi vậy, ngày càng có nhiều người biết suy nghĩ lâu dài cho tuổi già, tích góp để về sau không phải lệ thuộc quá nhiều ở con cháu mà vẫn sống tốt. Thậm chí, ở Trung Quốc từng có trường hợp các cụ là ông, các cụ bà cũng góp tiền mua biệt thự để sống chung thay vì đặt nặng chuyện phải ở cùng con cái. Nhờ suy nghĩ như vậy nên họ chẳng có gì buồn phiền, cứ ung dung khi tuổi già gõ cửa. Vâng, một câu chuyện thật là tuyệt vời, phải không quý vị và các bạn? Thời gian gần đây tôi luôn cập nhật về những thông tin các cụ, gọi là các cha, mẹ nói về tuổi già rồi bị con cái hất hủi. Và câu chuyện này thì lại ngược lại, họ đã biết thủ trong tuổi già của họ. Họ tích góp được một số vốn và đến khi tuổi già họ không cần làm phiền đến con cháu. Họ vào viện dưỡng lão, họ sống. Và qua câu chuyện này, cũng mong cô chú anh chị gần xa lắng nghe chi tiết để bình luận và chia sẻ về câu chuyện này. Đến đây
tôi cũng xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào và hẹn gặp lại.